Chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hà Channel. Vào thời gian gần đây thì chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin cũng như là tin đồn về chiếc điện thoại iPhone 12 sẽ được Apple cho ra mắt vào cuối năm 2020. Những cái tin đồn này thì hầu hết là về phần nào là thiết kế này, con chip mới cũng như là rất là nhiều tính năng về 5G của chiếc điện thoại iPhone 12. Tuy nhiên thì hôm nay Hoàng Hà Channel sẽ tổng hợp được hai cái thông tin gọi là vui buồn lẫn lộn về chiếc điện thoại iPhone 12 của Apple. Vì vậy mà hãy cùng theo dõi đến hết video nha. Đầu tiên thì phải khẳng định với các bạn rằng là chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của những chiếc điện thoại 5G. Vì vậy mà những chiếc điện thoại hiện tại này cũng như là tương lai sẽ hỗ trợ sóng 5G cũng như là con chip xử lý được băng thông 5G. Và chắc chắn là Apple iPhone 12 cũng vậy. Với bốn cái chiếc điện thoại iPhone 12 theo tin đồn thì đều sở hữu cái tính năng 5G. Tuy nhiên thì theo nhà phân tích Danny Alves của hãng đầu tư Warburg, chiếc điện thoại iPhone 5G ra mắt có thể sẽ là một siêu chu kỳ nâng cấp mới. Mặc dù vậy thì cái sóng 5G vẫn chưa thực sự phổ biến và rộng rãi trên toàn thế giới, nên là phiên bản iPhone 12 sẽ có thêm hai phiên bản 4G LTE. Theo một tin tức rò rỉ từ leaker Omega Leak and Rumor, mức giá của phiên bản iPhone 12 LTE này sẽ chỉ khởi điểm ở mức là $540. Ngoài ra thì phiên bản LTE còn có một biến thể khác, đó chính là iPhone 12 Max LTE với mức giá khởi điểm chỉ khoảng là $650. Nếu như mà theo những cái tin đồn này là chính xác thì có thể thấy được rằng là Apple đang cố gắng đưa chiếc điện thoại iPhone 12 xuống một cái phân khúc giá có thể gọi là dễ chấp nhận hơn rất là nhiều. Với hai cái phiên bản 4G LTE thì cái mức giá chỉ dao động từ 12 cho đến 15 triệu đồng. Đó là mức giá công bố, còn về Việt Nam thì chưa biết được. Nhưng mà nếu mà thực sự là phiên bản rẻ nhất của iPhone 12 chỉ xuất phát từ khoảng hơn $500 thì có thể thấy được rằng là đây là một cái mức giá cực kỳ dễ chịu. Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có rất là nhiều tin đồn rằng là Apple sẽ cho ra mắt tới 4 phiên bản của iPhone 12 với 3 kích thước màn hình khác nhau và đều hỗ trợ 5G. Các phiên bản thiết bị này thì bao gồm iPhone 12 5,4 inch, iPhone 12 Max 6,1 inch, iPhone 12 Pro 6,1 inch và iPhone 12 Pro Max 6,7 inch. Các cái phiên bản 5G này thì đều có mức giá khởi điểm khoảng $650. Thế nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì có thể thấy được rằng là khả năng phủ sóng của tốc độ mạng 5G vẫn còn rất là chậm chạp này. Chúng ta vẫn chưa có nhiều ứng dụng hỗ trợ 5G, cũng như là không có quá nhiều nhà mạng thì hỗ trợ hệ thống 5G này. Đặc biệt là tại những cái thị trường mà chậm chạp hơn về công nghệ, ví dụ như kiểu tại Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa được trải nghiệm mạng 5G, thì có thể thấy được rằng là người dùng thì mong muốn là update trên điện thoại iPhone của mình để có thể có thêm nhiều tính năng hơn, ví dụ như kiểu là con chip mạnh hơn, là thiết kế đẹp hơn, thay vì việc là có sở hữu một chiếc iPhone sử dụng được mạng 5G. Và nếu như những cái tin đồn này là chính xác thì chúng ta sẽ có tới tận là 6 phiên bản iPhone được ra mắt vào cuối năm 2020, bao gồm là 4 phiên bản 5G và 2 phiên bản 4G. Cái điều này thì làm cho những người mong muốn mua cho mình một chiếc điện thoại iPhone 12 sẽ phải hoa mắt chóng mặt để chọn cho mình một chiếc điện thoại iPhone vừa phù hợp với tính năng cũng như là ví tiền của chúng ta. Tuy nhiên thì cái mức giá của nó sẽ dao động khoảng hơn $500 cho tới là $1,200, thì hoàn toàn là chúng ta có thể chọn một chiếc điện thoại phù hợp với túi tiền của mình. Vừa rồi thì chắc hẳn là chúng ta có rất là nhiều cái tin vui về chiếc điện thoại iPhone 12. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ nêu ra hai cái điểm làm cho chiếc iPhone 12 sẽ làm thất vọng rất là nhiều người. Thông tin đầu tiên đó chính là hai cái phiên bản 4G LTE của chiếc điện thoại iPhone 12 sẽ vẫn sử dụng màn hình LCD. Cái điều này thì có thể thấy được rằng là rất là nhiều anh em trong giới công nghệ là chê trách Apple, bởi vì là chúng ta bỏ ra một cái mức tiền của một chiếc điện thoại flagship để sở hữu cho mình một cái màn hình LCD không thực sự xứng đáng với mức giá của mình. Trong năm 2020, để mua cho mình một chiếc điện thoại từ $500 cho đến $1,000 sở hữu một cái màn hình LCD thì thực chất ra là một cái có thể gọi là không công bằng với giá tiền mình phải bỏ ra. Thì đây chắc hẳn là một cái thông tin mà các bạn nên cân nhắc nếu mà quyết định đổi cho mình một chiếc điện thoại iPhone 12 năm 2020. Và cái thông tin buồn thứ hai đó chính là Apple iPhone 12 có thể sẽ không đi kèm bất kỳ một cái phụ kiện nào, kể cả cú sạc của máy. Sau rất là nhiều những cái tin đồn về chiếc điện thoại iPhone 12 sẽ không đi kèm cáp cú sạc, thì cuối cùng là nhà phân tích Minchi Kiwo đã xác nhận cái sự thật rằng là iPhone 12 sẽ không đi kèm sạc trong hộp của nó. Chúng ta được biết rằng là Apple thì đang cố gắng đưa chiếc iPhone 12 năm 2020 có một cái mức giá phù hợp gần bằng với cả mức giá của 11 series. Với những cái update lớn như vậy trên chiếc điện thoại iPhone 12, đặc biệt là về mạng 5G, thì chắc chắn là cái chi phí sản xuất sẽ phải cao hơn rất là nhiều. Vì vậy mà để có được một cái mức giá phù hợp này
gần bằng với cả phiên bản 11 series trước đây, thì chắc chắn Apple sẽ phải cắt giảm đi rất là nhiều phần chi phí khác. Đặc biệt đó chính là về phần phụ kiện, thì chúng ta sẽ không có được là tai nghe đi kèm. Việc này thì thúc đẩy người dùng sẽ phải mua AirPods của hãng Apple thì để phù hợp với cả chiếc điện thoại iPhone 12 của mình. Tiếp đến thì dây sạc Lightning sẽ là cái phụ kiện duy nhất đi kèm với máy trong hộp của chiếc điện thoại iPhone 12. Hiện tại thì cục sạc 18W USB-C được Apple bán ra với mức giá khoảng $30. AirPods có dây thì cũng có mức giá khoảng $30. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem là cục sạc nhanh mới của Apple khoảng 20W thì sẽ được bán ra khoảng tầm từ 50 cho đến $60, có nghĩa là từ 1 triệu cho đến 1 triệu 500 nghìn đồng để có thể sở hữu cho mình một cục sạc của iPhone 12. Và tất nhiên là các bạn sẽ phải sắm cho mình một chiếc tai nghe nữa, và hầu hết người dùng thì sẽ sắm cho mình một chiếc tai nghe AirPods thay vì một chiếc tai nghe có dây để có thể sánh ngang với chiếc điện thoại iPhone 12 của mình. Thì có thể thấy được rằng là Apple đang thực sự hút máu người tiêu dùng của mình. Thì lựa chọn đổi lên iPhone 12 hay không là quyết định của mọi người nhé. Thì tất cả mọi người hãy chờ xem là cuối năm 2020 Apple sẽ công bố chiếc điện thoại iPhone 12 của mình như thế nào, mức giá ra sao, thì hãy cùng theo dõi tại kênh YouTube của Hoàng Hà Channel nhé. Bất kỳ comment như thế nào, là bình luận ý kiến của các bạn về những tin đồn iPhone 12 đều có thể comment ở phía bên dưới cho mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại.